Rồi, đủ mảnh chưa nhỉ? À đâu, thiếu 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 thiếu. Đây, đây các bạn ơi. Chúng ta phải mua cái gói này nó mới đủ. Đây các bạn ạ, 198 nhá. Đây rồi. Hôm nay tôi sẽ lâng Vinh Vinh lên 1 sao. Lâng 1 sao luôn cho nó máu các bạn ạ. Thế để sự kiện sau mình tiêu nó rẻ hơn, nhưng mà thôi. Mình chiến luôn các bạn ơi. Ok. Vậy là chúng ta đã đủ mảnh rồi đúng không? Bây giờ ghép nhá. Sau tự tạo SP à? Ui SP xa lắm các bạn ơi. Bây giờ SP cộng còn chúng ta hết. Còn mấy con SP cộng nữa cơ. Đây rồi. Thần nữ truyền thừa cửu cửu thải cửu thái linh vinh vinh cửu thải thần quang hồi sinh cường hóa. Trời ơi này, nó đang bán trang phục ấy, tôi có lên mua luôn không các bạn? Trang phục nó bán rẻ lắm, một con nhân vật cả miễn phí mà cả bán mất có 198 kim bảo, trang phục nó bán hơn 400, các bạn nghĩ tôi có lên mua không? Skin luôn anh ấy à. Thôi cho tôi xin, cho tôi xin không ạ. Cả con nhân vật nó bán nó có 198 rồi, skin bán 400. 400 đấy. Cái này là không có ý gì đâu, nhưng mà tôi thích sức mạnh hơn là đẹp các bạn ạ. Nó ra skin đấy nó cũng mạnh, tăng 10% ô chỉ số, nhưng mà nó cũng tăng 10% ô chỉ số đấy, nhưng mà đâu, để tôi xem lại, hay là cân nhắc tí nhở, làm tí skin đi nhở. Mình chơi liều một lần đi. Mình liều một lần đi, đâu ấy bán skin ở chỗ nào nhỉ? Đây đây các bạn ạ, nó sẽ cho chúng ta chọn hai cái, một là cái tinh không dạ khúc và hai là cái xá vũ du tiêu đấy. Mua một skin nó áp 1 sao ấy à, cái gớm đấy đẹp nhở. Nhưng mà mua cái này nó tốn lắm, cũng tăng 10% ô chỉ số các bạn ạ. Ui à. Không ổn, không ổn, 488, ui rồi chua nha. Chua nha. Thôi từ từ á, từ từ tí mình lâng sao xong, nếu mà còn dư thì mình sẽ mua nhá. Thôi để lát nữa đi các bạn ạ, chứ mà bây giờ nó căng lắm anh em ạ, nó căng thẳng lắm, để lát nữa đi nhá. Hoặc ở đây sau này nó giảm giá còn 128 như này thì tôi sẽ múc này, chứ mà bây giờ thì ui giời ơi. Hoặc là không đủ tiền mọi người ơi, bây giờ phải nâng sao cho ông cháu Vinh Vinh nữa. Nghe là bây giờ mua thì sẽ không đủ nâng sao các bạn ạ, nâng sao nó bán tôi chưa biết là đủ mảnh không. Ở bây giờ trùng sinh nhá, cho ông cháu tư tạp đi nhá. Hy sinh chồng để nâng vợ nhá. Mua review luôn nè. Cho tôi tạp đi nha anh em ơi. Dù thật tí chứ đùa, cái này ý cái cá nhân của mình thôi. Các bạn thích sưu tập thì mình không biết, nhưng mà với mình thì mình không không thích mua skin mấy đâu bạn ạ. Cũng thích đấy, nhưng mà tức là cùng một số tiền thì tôi thích bỏ ra để nâng sức mạnh nhân vật hơn là mua skin. Nên mặc dù cái skin này nó cũng tăng đam ấy, nhưng mà nó không tăng bằng đâu các bạn ạ. Nâng 1 sao bình bình nó khác bọt lắm. Nâng 1 sao lên nó khác bọt lắm các bạn ạ. Không thể nào mà so sánh được. Hay do mạng của tôi nhỉ, nó hơi, chắc là tôi đang like cả bên YouTube ấy, đang like 2 luồng ở bên YouTube này. Cả bên Facebook ấy là chắc là sẽ hơi hơi lag một chút đấy các bạn ạ. Làm mấy cái thao tác trong game sẽ hơi delay một tí đấy. Tuy anh không thích nhưng mà vẫn muốn có. Thì tất nhiên không phải là không thích mà là không thích bằng. Phải phải dùng từ như thế. Đâu rồi? Nó triệu hồi lại nó đi. Thực thần mấy ngày đầu tiên tôi phải bỏ cả tiền cho tôi mua con tự tạp với các bạn, xong bây giờ trả xài đến cho vào mỗi team 2, tại vì support của game rất là ít anh em, có đúng Vinh Vinh mới tự tạp ở SS cộng ấy, SS thôi ấy. Nên là tôi phải mua anh em ạ, phải mua về lấy, nhưng mà về sau ra nhiều quá dư luôn. Có tăng ấy không, đẹp nhở anh à, không biết sau này có mấy con mới mới nó có đẹp nhảy không. Ô, vẫn còn đồ dám gì đây, 700 lượng cái event kế ngon hơn. Thì đúng rồi, nhưng mà thật ra là cái này là cũng quỹ nạp mỗi tuần của tôi, là một tuần sẽ nạp khoảng 1 triệu thì 2 triệu, nên thành ra là nó cũng không có phải tích event sau, nhưng mà con Vinh Vinh này lần sau ngon anh em ạ, còn muốn đợi chắc phải 2 tuần nữa mới quay lại, một tuần hơn 1 tuần nữa mới quay lại, cũng lâu, mà quay lại thì nó cũng chỉ tặng free mảnh một ít thôi, vẫn phải mua thêm.
Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ nâng cấp cho con đấy nhá. Các bạn đọc kỹ năng Vinh Vinh chưa? Chơi team phụ nữ à? À, bay Tây Vinh Vinh đúng không? Bỉ Bỉ Đông đúng không? Tuyết đúng không? Trời ơi, team team chân dài ở game nào. Chắc mình lâng phát lên mắc luôn được đúng không? Cùng là support mà. Lên mắc luôn cam 2 không? À, cam 3 luôn à? Được hợp lý. Đấy, mình trùng sinh này nó nhanh các bạn ạ. Chưa quét bể ở lâu lắm. Chà chà. Một cái này à? Bây giờ mất 5.500. 5.500 là tôi phải tách. Thôi được rồi, từ từ đã, cường hóa ra nhá. Làm hết mấy cái xung quanh đã, xong rồi mình sẽ tính con này sau nhá. Cường hóa nhanh đi. Mà giờ dồn đồ cũng khó các bạn ạ. Giờ không biết dồn đồ kiểu gì luôn. Lâng sao lại phải trùng sinh những con khác là để lâng. Mất tôi toàn cho. Hỏng rồi, cũng khó nha. Thế này thì chắc là chỉ test sơ sơ thôi các bạn ạ. Không phải test full full được rồi. Đã bán đâu mà tách á. Bán rồi mà. Này vừa lúc chiều tao vẫn mua đấy nhá, bây giờ không mua là đánh nhau ấy nhá. Bán chưa? Đấy, vừa vậy, bán rồi nha anh em nhá. Đợt này khác Bỉ Bỉ Đông rồi, Bỉ Bỉ Đông thì không bán nhưng mà con này bán luôn anh em. Bỉ Bỉ Đông thật ra hôm sau nó cũng bán thôi nhưng mà sao đợt đấy lỗi như nào đấy. Đây bán cho 5.500 rồi anh em nhá. Chắc là tôi tách con bài tây không tách được rồi. Kích 35% cần tướng gì thì âu xây. À đây, tôi show cho anh em xem luôn, đang nâng cấp dở. Tư tạp và thêm một con chưa ra mắt. Tôi nhớ là như thế. Đây các bạn ạ. Nó sẽ cần tư tạp và một con chưa ra mắt. Duyên của nó kích, không biết có đường thần đúng không nhỉ? Mẹ, có đường thần là đau đầu ấy nhá. Đây. Một con sắp ra mắt. Các bạn đoán là con gì? Các bạn đoán thử nó sẽ là con gì ở đây? các bạn đoán thử xem nó là cái bộ ba gì ở đây nhở? Cha đó à? Ninh Phong Chí á? Ninh Phong Chí làm sao mà có S cộng được? Một trong 7 con trong bộ ấy thôi. Cả là cao anh đường tam mà. Tôi nghĩ à, thật ra ấy, thôi thật 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 tôi spoil luôn, nó là con hải thần đường tam nhé. Spoil luôn là con hải thần đường tam nhá. Nhưng mà các bạn thấy nó cần không? Các bạn thấy nó cần không? Tôi chỉ hỏi thế thôi. Các bạn thấy nó cần không? Nó nên là tiểu vũ đúng không? Nó nên là tôi nghĩ là nó nên là tiểu vũ đi, sao lại là đường tam nhỉ? Nó cứ cấn cấn kiểu gì vậy các bạn ạ? Còn duyên của nó sẽ có một duyên với cả tư tạp này, một duyên hồi sinh thần quang ngày chưa có này. Duyên này tóm lại là cái con này nó còn nhiều duyên chưa có đó các bạn ạ. Con này nó không phải tay ba và kiểu nó lại cứ thế nào ấy các bạn, nó cứ cần cấn thì tôi chỉ rồi cần cấn nó còn tôi không biết cấn ở đâu cả. Nó nên là Ninh Phong Chí chẳng hạn, hay là một cái gì đấy chẳng hạn, có phải duyên tùm la tùm lum nữa đó. Kiểu như là cứ con ra trước ấy thì sẽ duyên đến một con ra sau đấy, nó cứ thế thôi, xong rồi con ra sau là con gì nó cũng nhét vào hết các bạn ạ. Nó cứ thế nào nhất mà tất nhiên là trong chuyện thì kiểu gì chẳng có mối liên hệ với nhau, trong một bộ truyện thì kiểu gì thì kiểu cũng sẽ có liên hệ với nhau, không cô dì chú bác anh chị em thì bạn bè người yêu vợ chồng kiểu gì cũng có liên hệ các bạn lại, không thì kẻ thù. Nên là tóm lại nó sẽ liên quan ở thì đường ta mà nhân vật chính thì ai chả liên kết với đường ta đúng không, mà tôi đang bảo nó bị cấn thôi chứ còn nó không có gì hợp, nó không có gì không hợp logic cả. Nó không có gì không hợp cả, nó chỉ hơi cấn thôi. Nhưng mà nó đặc sắc con game này, các bạn cứ chuẩn bị sẵn tâm lý đi, tức là con nhân vật ra trước ấy thì nó sẽ không bao giờ phun duyên đâu, nó sẽ phải đợi một con nhân vật ra sau nó mới có phun duyên các bạn ạ. Luôn luôn như thế ấy. Cứ đợi đợi và cứ con ra sau lại kích duyên với con ở trước, cứ con sau kích con trước, con sau kích con trước, cứ thế thôi. Kể cả sau này cái bọn SSS, SP, à SP cũng thế các bạn ạ.
Có đột phá nhanh là mình không bấm nhỉ? Ơ kìa. Sorry mọi người nhá. Không phải tôi muốn câu giờ đâu anh em ạ, nhưng mà tôi quên thật. Tôi bị quên thật. Mấy cái đột phá này. Giờ A Ngân của tôi đang cầm full đồ. À, sắp ra rồi, Châu ạ, sắp ra rồi. Đường Tam không những là có SS cộng đâu mà nó có cả SP, tức là một trong những cái phẩm mạnh nhất game phiên bản mới nhất của game ấy. Việt Nam mình chưa cập nhật, sắp kiểu gì sau đấy cập nhật thôi, bởi vì lộ trình nó thế rồi. Phân vân quá. Ok, để tôi xem có gì lắp vào test tử trận nhá. Test tử trận thì con này thấy bảo nó có hồi sinh miễn đam cho cả team luôn á, cho cả team chứ không phải cho một con nữa các bạn ạ. Nó hơi căng một tí. À, một SP SS cộng cho anh Tam ưu ái game, ưu ái nhân vật chính á. Rồi cầm cái gì bây giờ, cho cầm bình sữa cho hồi nhiều máu đi. Thôi cầm cái này đi cho nó căng. Cần gì bình sữa đúng không? Mình cho cầm cả quỷ kiến sâu luôn. Tiểu Vũ bắt nhốt Đường Tam lâu quá. Ơ kìa, Châu ơi. Bình tĩnh nha. Ra từng mới nó hơi lác lác nhỉ. Đây là hồn linh các bạn ạ. Thôi áp tạm vào nhá. Áp tạm với các bạn nhá. Để chi tiết thì chắc là phải để sau đi, bởi vì bây giờ nó cũng có giới hạn đấy anh em ạ, không phải làm mà ngủ. Bây giờ mà tôi úp full Vinh Vinh này là phải mất một tiếng đồng hồ đấy các bạn. Trùng sinh rồi úp hết cái này cái kia, xong rồi xếp đội hình, xong rồi thay đổi đội hình các kiểu, mệt phết đấy anh em ạ. Úp tạm tạm như vậy được. Ở võ hồn chân thân mới đang đủ không? 122 à? Sau khi bắt đầu chiến đấu, Vinh Vinh nhận hiệu quả cửu bảo hộ thể duy trì 9 giây, tốc đánh tăng 10%, tấn công trong phòng tăng 65%, mỗi giây hồi sinh lực 6%. Sát thương chịu giảm 75 lần đầu tiên. Eo. Khó ha. Mạnh ha. Cái này nó giúp con Vinh Vinh. Nó rất là trâu anh em ạ. Rất là trâu. Giảm sát thương các kiểu luôn. Đốt tham á. Không hẳn. Cảm giác úp lực chiến nó vui mà. Cũng không đốt tham lắm đâu. Để đeo lớp bộ hồn cốt rồi vào chiến luôn đây anh em nhá. Vào test thử khả năng hỗ trợ nó luôn. Thằng con này búp máu thì tôi cảm thấy là búp máu nó sẽ không ngân thôi, nhưng mà cái quan trọng của con này là nó búp cả nộ. Ngân nó búp nộ. Nên con này nó búp hồi sinh, tức là miễn tử cho cả team các bạn ạ. Mấy con kiểu bỉ đông mấy con kiểu bỉ đông bây giờ toàn các bạn không sốc đam được, rất dễ toàn. Không có cái này chắc là phải chỉnh sau rồi anh bạn ơi. Bây giờ phải ép lại bộ hồn cốt này, xong rồi ép lại hai cái này, xong ép lại bộ tiên phẩm này, trùng sinh lại các thứ buồn mệt phết. Nhưng mà nộ nó không bằng A Ngân đâu các bạn, đọc thì thấy nó không bằng, không biết là cụ thể nó búp có như nào, nhưng mà trước mắt đọc là thấy nó không búp nộ bằng A Ngân đâu. A Ngân vào trận phát búp 500 nộ luôn, búp tiếp 350 nộ trong 12 giây tiếp theo. Nhiều vãi, nhiều dã man luôn. Còn con Vinh Vinh này tôi để ý búp có hơn 200 nộ trong 6 giây. Nhưng mà có một cái vấn đề là tại sao chúng ta không kết hợp cả hai con nhỉ? có một cái điểm một chút là tại sao chúng ta không kết hợp cả hai con? Lăn tăn làm gì nhiều vậy? Chơi hai support luôn. Để tôi xem nào. Thần không hơn ngân 5 mà. Thì rõ ràng. Cái đấy phải công nhận là nó sẽ hơn, chắc chắn là hơn, nhưng mà mình đang xem là nó sẽ hơn được cái điểm gì. Chứ không phải toàn diện được. Tôi thật riêng về búp nộ A Ngân nó vẫn đỉnh hơn nhá. Riêng khoản búp nộ thì chị Ngân chị vẫn đỉnh hơn rất là nhiều nhá, bởi vì chị búp nghe đầu trận vào phát búp thẳng mặt luôn. Con này để phải cắt chia một lúc mới búp nộ các bạn ạ. Phải cắt chia một lúc nó mới lên lộ. Nhưng mà nó vẫn mạnh, kết hợp cả hai con nó lại càng mạnh. Để tôi xem nào, bây giờ trùng sinh một cái tuyết 2 sao à? Nó cho đi bụi nha. Để lấy võ hồn lâng cho Vinh, cho Vinh lên 2 luôn. Tôi sẽ bỏ tuyết, tôi cho bài tây tanh. Ý ơi, căng như
Ông nào dùng bay tây giống tôi thì ông sẽ phát hiện ra là nộ rất là quan trọng các bạn ạ. Nộ lộ rất là quan trọng. Trời ơi, ông làm mà nộ trước, có bài tây ông làm mà nộ trước là ông ấy win. Không cần nói nhiều, cứ nộ trước là win. Nào, cái thiên phú. Kỹ năng về kỹ năng Vinh Vinh anh em đọc hết rồi đúng không? Có nào chưa đọc không? Đây, tổng phòng tăng 15%. Có nào chưa đọc full bộ kỹ năng của Vinh Vinh không? Nếu bây giờ đọc thì nó hơi dài các bạn, nó nhiều lắm. À, thức tỉnh vũ khí nữa. Rồi vũ khí thì chắc là có cần không nhỉ? Để tôi đọc thử xem có cần thức tỉnh vũ khí luôn không? Cho lên vũ khí luôn. À, tăng thêm một chút sát thương gây ra thôi đúng không? Cho mấy cái vật búp, thật ra không đáng kể lắm. Thôi tạm tạm như thế đi. Rồi chơi hai support thì PK nhá, tôi sẽ đi trả những cái mối thù. À nhưng mà người ta cũng có. Vấn đề là người ta cũng có. Hỏng rồi, thế anh trả thù kiểu gì?